setup một bộ âm thanh tại Nông Cống Thanh Hóa. Ở bộ karaoke này thì có vẻ em setup vất vả hơn một chút là ở chỗ là cái phần mic và cái phần loa nó ghép với nhau nó không thật sự được cân đối. Cái loa X12i này thì cái phần bass nó đã khá là tốt. Tuy nhiên lại ghép với một cái mic Pioneer thì cái phần bass nó cũng rất là nhiều. Đem ra là nó đang thừa rất là nhiều giải bass. Thì lúc đầu setup nó cũng tương đối là căng thẳng. Sau đó em phải sử dụng những cái phương án là em thư giãn một tí, nghỉ ngơi một chút, rồi setup lại thì mới lấy ra được cái chất lượng cái tiếng mic được gọi là tạm ưng, được gọi là tạm ưng, và đã có thể đạt được cái chất lượng hay tối đa cho cái bộ karaoke này. Rất là cảm ơn các chủ đã có tin tưởng và ủng hộ bên em lựa chọn cái kỹ thuật setup của bên em. Cái điều đặc biệt nhất là ở chỗ là về phần fade để setup cái phần sub và phần full, để setup lên được một cái tiếng nhạc hay, và cái sub hòa với cái full thì nó lại là rất là ok, nó là trong cái tầm tay của đội ngũ kỹ thuật của bên em. Chỉ còn lại là phần mic thì làm sao đấy để cân đối giữa cái mic, như là cái câu chuyện là ở chỗ là khi chúng ta mua mic ghép với loa là anh em cần lựa chọn cho đơn vị tư vấn cho mình được thật tốt và phù hợp thì anh em sẽ nhàn và có được cái chất lượng thanh hay hơn rất là nhiều. Anh em cùng trải nghiệm nhé. Họ cho em nhiều, bên em sớm tối đủ chiều. Còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng, nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi trong thân thanh cho đời mỏi mệt. Chỉ hai vai ta đôi vầng nhật nguyện, dọi xuân sang năm một gọi đi. Lời nào của anh, lời nào có là một chiều hồi say, một đời thật nhẹ ngày. Mưa tan mùa gió hương, rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu cũng nghe say. Mây sẽ trên đầu và nắng trên vai. Đôi xuân ta đi, sống còn ở lại. Có tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng.